Dịp cuối năm thường là lúc hoạt động của các loại tội phạm có xu hướng tăng với những diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động của tội phạm cướp tài sản. Liên tiếp trong một tháng vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã đấu tranh làm rõ một số vụ trộm cắp, cướp giật tài sản. Các vụ việc này đều diễn ra vào đêm khuya tại các cung đường vắng. Đây là hình ảnh thực nghiệm lại vụ cướp tài sản xảy ra tại phường Tây Tự, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Lợi dụng đêm tối, đoạn đường vắng vẻ, không có người qua lại, hai đối tượng này đã chặn xe của một người đi đường, dùng dao nhọn khống chế cướp đi xe máy, điện thoại di động. Các đối tượng còn ngang nhiên yêu cầu bị hại mở giấy, lấy đi toàn bộ đăng ký xe để dễ bị tiêu thụ. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận do thiếu tiền nên rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường. Tiền trọ tôi sắp đến hết, chuẩn bị hết tiền để chi tiêu thì anh kia là đi làm vụ cướp về, anh em chi tiêu cũng phải đóng tiền trọ đến ngày 22 là đóng tiền trọ. Em thấy đối tượng em mới hỏi anh Lâm là thằng này được không, nhưng anh Lâm kêu là cứ đi theo đi, được khi nào đi lên là em cúp đầu xe là anh Lâm xuống đưa dao ra anh dọa nó. Trong vụ việc này, hai đối tượng gây án còn rất trẻ, nghĩ đơn giản là hết tiền thì đi cướp, nên sau khi chiếm được tài sản của nạn nhân thì còn thương tình chở nạn nhân về nhà. Túi của áo của em ra có con dao đấy, em đe dọa thì đối tượng sợ quá, đối tượng mới đưa xe cho em, bảo xe đây anh đi, có đưa điện thoại và đưa chìa khóa xe cho em. Thì em có hỏi là có mang tiền bạc gì không, thì lúc đấy thì đối tượng mới bảo là anh ơi, anh la em về nhà gần nhà với, không có ở đây xa mà lạnh quá. Vừa mới đi được khoảng tầm 50 mét, sau người bị hại lại nhảy xuống xe hô cướp, thì em mới nam chạy. Trẻ tuổi nhưng lười lao động, chỉ vì tiền mà vi phạm pháp luật với cách thức thực hiện manh động liều lĩnh. Đây chỉ là một trong nhiều vụ việc phạm tội liên quan đến thanh thiếu niên xảy ra thời gian qua, cho thấy sự thiếu hiểu biết, suy nghĩ nông cạn của một bộ phận giới trẻ. Vào cái thời điểm hiện tại là cuối năm, thì theo như dân gian hay gọi là tháng cùng mật, thì cơ quan công an cũng cảnh báo người dân thì rất là vào đêm tối là không nên đi một mình. Đấy. Và nếu đi làm hay là đi đâu thì nên về sớm. Và nếu như bắt buộc phải về muộn thì nên chọn các cung đường có nhiều đèn chiếu sáng đấy, và nhiều người qua lại, không nên đi đường tắt và đường tối, để rất dễ trở thành nạn nhân của các cái vụ cướp như này. Bên cạnh việc tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát và bố trí các chốt an ninh, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn của các đối tượng tội phạm, nhất là dịp cuối năm.